Wow. Thôi. Wow nữa này. Rồi, chào tất cả mọi người ha. Thì bữa nay mấy anh em hẹn đi câu nữa cả nhà ơi. Đây mình cũng mới tới điểm câu à. Lâu quá rồi mình không có đi câu, gần 2 tuần rồi. Hôm nay đi điểm mới cả nhà ơi. Ở đây mình không biết ở đâu nữa. Lành ảnh anh dẫn đi nè. Đây có cái nhà máy này, ở quốc lộ 62. Thuộc ở Long An mình, chưa tới một khóa. Giờ cũng 5:30 rồi. Đây. Rồi để giờ mình ra cần mình câu cả nhà ơi. Nay đi điểm mới thôi, cá mắm sao ha. Nay mình đi với anh Phúc, anh Tám, với anh Lanh. Bốn em đi thôi. Rồi để ra cần câu cả nhà ơi. Dứt đi nhờ nhọc nhảy rồi quá nhát, đi ra mút rồi kia luôn. Cá ni ní không. Tập nữa. Cái nhỏ không à. Rồi giờ con cá kìa. Đây. Cục nhớt đầu tiên. Bú bệnh. Tiêu nữa gì đây? Tiêu nữa. Được cái nha. Rồi giúp. Nghe sư phụ, bà không còn rồi, má cá nhỏ nhỏ không à, trên cột mốc 20 á hả,
không biết đâu. Không tẻ đi cháu rồi. Đi Vinh Phước, Vinh Phúc. Ừ. Con này cũng có ba lạng cả nhà. Để mình tháo cá, nó phụ điện chứ chưa phụ xuống. Trời ơi, cái người đang đuổi. Ủa. Ủa. Đây này này. Con này 6 bài lạng. Hơi ốm. Lên tháo cá. Đâu rồi. Lên.
nửa ký. Giá dữ vậy. Tháo cá cả nha, về cái nửa ký à. Rông quá dễ xảy á. Trời ơi. Đóng luôn. Được rồi. Thôi. Thôi. Hù hù nữa này. Thôi, này hù hù cả nhà ơi. Tâm lạng luôn. Cái này chụp cá lớn không? Đồ đã thiệt. Vườn mai đang thui. Nó tấp hụt mình mấy lần rồi đó.
con súng với vô nhút nhầy nó dày quá, nó tấp hụt hai lần rồi đó. Lần thứ ba nó dính rồi. Rồi để mình tháo cá ha. Rồi, dứt. Rồi, này cá lớn không ta? Rồi. Con này có 4 lạng luôn. Có 4 lạng cái này. Rồi đem tháo cá. Sư phụ mới qua con đường ăn luôn. Rồi trời ơi, mới qua con đường ăn luôn. Chưa giờ hả? Thì chưa giờ tôi xuống đây nè. 4 con. Trời ơi, chưa giờ 4 con cũng được rồi. Đi đem đi qua. À, đem nhái là tao đưa tao mấy con nhỏ xíu không à, không. Đường nhái nhỏ xíu ra đây. Rồi giờ cũng 4 rồi rưỡi rồi cả nhà. Hồi sáng mình bắt đầu video đây. Thì bữa chiều mình kết thúc đây luôn ha cả nhà ha. Nãy giờ chạy vòng vòng đi khám phá cả nhà ơi. Buổi sáng đạt chỉ tiêu rồi. Buổi chiều mình chạy vòng vòng đi tìm bãi mới. Để có chuyến sau mình xuống mình chiến tiếp. Ở đây thuộc quốc lộ 62. Mình đang đứng ở sau nhà máy xay lúa. Gần tới như qua chợ. Nãy qua chợ Tân An, Tân Tây hay gì á, mình không rành nữa. Chợ cứ chạy kiếm mấy cái clip mai quýnh. Mình chạy vòng mệt quá rồi. Ghé là quýnh chút xíu rồi mình về cả nhà ơi. Đó, có cá gì. Cái này cá nhỏ quá. Cái này cá nhỏ à. Lạng mấy hay là lạng không. Con nhái bự hơn nó nữa.
Trời. Nước một lụm là không lụm. Giờ cũng 5 giờ mấy rồi cả nhà ơi. Đây, chắc mình cũng cần về quá. Đây là quốc lộ 62. Anh Phúc với anh Tám với anh Lanh này chia nhau đánh rồi, giờ không biết là ở phương trời nào rồi. Sư phụ thì mới xuống hồi trưa nè. Để giờ mình báo cá cái về cả nhà ơi. Vui quá. Đây là số cá ngày câu mực của mình nha cả nhà. Con nó nuốt lưỡi sâu quá, nó được 2, 4, 6, 7 con cả nhà ơi. Ngày cá bự quá, bự đây, Hugo. Con nói sao nó bị chuối sình nó gì đen chứ vậy? Đen ghê hồn trời. Con nó bị ốm. Con này ốm nè, không có được cái đầu tiền vàng của mình ốm vô rồi. Đây. Này quốc lộ 62 cả nhà, dừng bay. Đó. Ừ. Tới cá của sư phụ. Ít. Đây. Đây. Cá của sư phụ 6 con cả nhà ơi. Nước không ấy. Đó. Có một cá gì vậy kè vậy? Cá nãy câu ngay chỗ đó. Cái ấy là chanh. Khỏe. Cá đã ghê. 6 con. Để cũng được. Giờ. Rồi nếu cả nhà thấy video thú vị thì cho mình xin like và đăng ký kênh ủng hộ tinh thần đi câu cả nhà. Hôm nay đuối quá. Rồi về cả nhà. Bây giờ mấy số cá của mấy người kia không biết nữa. Người nghe nói nghe đồn là hình như là đâu cây mười mấy con. Anh Tám chắc cỡ chục con hay gì á. Này cá trọng trọng mà giờ không có thấy mặt ngoài đâu hết á. Giờ đó cá sờ gì đi thôi nha ha. Em chào bà con nha, lâu quá mới được lên TV. Này hôm nay cả tháng rồi đó. Rồi hẹn cả nhà vào clip tiếp theo ha. Chào cả nhà.